Apfelhotel Tollenhof, có nghĩa là khách sạn quả táo trong tiếng Đức. Đây là khách sạn sang trọng nằm giữa thung lũng ở Sao Tirol, miền Bắc của Italia. Có tên là khách sạn quả táo cũng do Apfelhotel Tollenhof có vị trí nằm ngay ở vùng trồng táo nổi tiếng của khu vực. Nhờ đó, du khách cũng được thoải mái thưởng thức hoa quả tươi ngon trong suốt thời gian lưu trú ở đây. Khách sạn chỉ cách thị trấn gần nhất Merano khoảng 15 phút đi ô tô. Thị trấn này nổi tiếng nhờ các kiến trúc trung cổ và những bể tắm nước nóng. Khách sạn chỉ có 40 phòng. Trước đó, vào tháng 5, Apfelhotel Tollenhof mới mở rộng để có thêm 18 phòng suite, một nhà hàng lớn và khu spa. Khách sạn có một bể bơi lớn kéo dài từ trong nhà tới ngoài trời để du khách có thể tùy ý thư giãn bên trong hay vừa ngâm mình vừa ngắm cảnh thiên nhiên xung quanh. Phòng tắm sông hơi có hình trụ tròn và cửa sổ lớn nhìn ra vườn cây xanh mát. Khu vườn trang bị giường treo và ghế bàn để du khách có khoảng không thư giãn ngoài phòng. Đây cũng là ý tưởng giúp khách kết nối với thiên nhiên quanh khách sạn nhiều hơn. Nhà hàng của khách sạn có các phòng ăn lớn mở rộng ra các vườn cây kèm theo mái tre, có thể tăng nhiệt để phục vụ mùa lạnh. Ở đây, du khách có nhiều lựa chọn chỗ ngồi bên trong nhà hoặc ngoài trời để ăn uống. Du khách có thể đặt phòng ở đây với giá từ 168 đến 176 đô la Mỹ một đêm.